Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.